Không biết lấy số ông dế kiểu gì mà cứ 12 giờ đêm là ông dế là cứ gọi cho mình. Cái đấy chắc chắc là để đây. Cái gì? Đi gầy ấy. Mình để đây thì mình khó. Gạch nhá, em bảo này. Vứt vào lưa, vứt vừa lưa trong đá, đống đá thì để xây gầy, xây xong canh luôn. Tới này khi mà xây được, bắt đầu khi mà anh em bác giáo ấy, thì một phần gạch sẽ để phía bên trên. Vâng. Đỡ chuyển ở đây đúng vì rồi. Dễ hơn đấy. Cái này dễ hơn. Đúng không? Vâng, thế thì vẫn tiện hơn nhiều đấy. Để ở dưới hơn, phải đông người hơn một tí. Chào các anh em nhé. Đêm nay mới mang ống lên được. Đây, cái ống này nó 4 mét. Nên một mình là kể cả nó nhẹ bao nhiêu thì không thể lái xe và ôm nó theo được. Anh cất ra bên kia hộ em. Đây là cút nhé. Sáng nay bắt đầu là ghép ván rồi gì? Vâng, ván đây, cút em để đây nhé. Mình chào cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Nắng Mai TV. Hiện tại thì cháu Khâm lại có mặt ở nền nhà mới. Em chờ phụ xây. Chơi đâu vậy các anh? Ra đi, bảo đi chặt cây. Cây tre về mình cho ở đây. Móng đằng sau này sao trông có vẻ cong cong keo keo này, ai mỉ? Không, chú lấy là với đá. Là như nào? Có đá to keo không đập ra được. Ừ, biết rồi, nhưng mà sao đường không được. Tí nữa ghép ván vào mới thẳng cái gì. Chỉ chỗ lồi chỗ lõm. Ván cứ đủ không? Hiện tại thì là anh em đang dùng 3 tấm để anh em giải tạm cái chỗ ngủ. Công việc thì hôm nay anh em sẽ ghép ván. Anh có giúp mua quật thép ly này với lại một cái đinh nhá. Thép ly mới đinh à? Vâng. Rồi. Bao nhiêu tiền anh gió? 40.000. 40.000 à? Gửi luôn, đấy lại quên. Gió là đi đâu mà lại xuống kia mua được à? Sáng nay có cái. Đây. Để, em cảm ơn nhé. Cảm ơn. Bắt đầu ghép ván rồi xử lý sắt thép đúng không? Vâng. Ông tranh thủ đặt cái ống vào trước. Vâng. Nên ghép xong tí đổ dầm thì đặt cái ống luôn rồi. Ừ. Cho nó quay. Mà tao ở trên cái phần nào? Đây là cái chua chua này. Chua này. Trời nắng này tranh thủ làm thôi. Cái này chỉ cần được xong rằng cái xây thì chắc cũng nhanh thôi. Chắc là xong cái thì là chuyển gạch. Vâng. Xong rồi là
tay một tuần xong. Chát tuần nữa, hai tuần. Mưa thì có mà chú làm một tuần nhá. Đó, nhưng mà ngày mưa kia đây mình nghỉ là ngày đấy là mình không tính. Ê. Còn thực tế mà nó ngày làm thì nó chỉ trong vòng hai tuần rồi đấy. Nó còn liên quan đến lấy vật liệu chú ạ. Ờ. Nhưng mà vật liệu chưa phải chỉnh báo là giải quyết đường chưa nữa. Không biết, chạy hết rồi. Được vật liệu lên thôi. Cứ làm xong cái này đi, anh em nếu mà nhanh thì vật liệu, trời thời tiết như này thì chở nhanh thôi mà. Lấy gạch lên xong là gọi thêm A Páo. A Páo hôm nay không biết làm mái bếp xong chưa? Chưa. Xuống đây có xuống giao lưu với Páo không? Không, kia đi, hôm qua đi, hôm qua mì không xuống đây tắm. Cây này thì tới này sẽ phải chặt đi, sau đó là đào cái gốc lên. Vâng. Đấy, không cây gốc của nó các bác đóng góp cho đấy. Phát triển thì là nó sẽ làm toát nền của mình ra đấy. Xin chào. Chặt cái này về để làm cái gì? Làm mì. Chặt cái này cắt để mình đóng thì. À. Rồi anh nhá. Ờ, xin chào. Yeah. Sao bảo tràn nhiều cây ấy, chứ mỗi người van một đoạn thế này là không có cây dài hẳn à? Hả? Bỏ đi chặt cây dài mà chắc nạn quá đi. Ý đấy là tổng cứ gặp rồi. Tới này em vẫn phải chặt cây về để anh em làm giáo đấy nhá. Vâng. Có không? Có cây không? Có đấy, có rồi. To nhá. Vâng. Lấy gia đình phải chuẩn bị nhá. Cây về làm giáo các thứ này. Không thì đi mượn. Đợt anh Páo sử dụng chặt chắc chặt hết rồi nhỉ anh Páo ấy. Nó mới đắt rồi anh Páo chẳng hết rồi. Thì là chuẩn bị dần đi, thấy chưa? Không đến lúc anh em làm được khoảng 5-6 hàng gạch là bắt đầu tìm cây để bác giáo rồi. Đấy, hãy cho cái nhỏ anh em chẳng quá. Thử thử bò, thử thử. Thử thử. Xi măng thì từ bây giờ lấy từ đầu bên này vào trước nhé, A Mì nhé. Vâng. Lấy đầu bên này đi dùng trước. Tới nay em được đào cái đất kia được vào nền nhé. Đầu bên kia hay đầu bên này? Đầu bên này. Vâng. Để đào cái đất bên này hết vào nền. Vâng. Đá còn nhiều cứ bỏ đá vào những góc này này, chưa ạ? Con dây nó lên này. Ừ. Con chỉ này à? Có đá nhiều thì lấy đá vào đây chưa? Ừ. Đấy. Không, đá bên kia còn nhiều, tới này đá thì sẽ đổ vào bên này. Đau họng quá. Người Mông có cách nào chữa họng tốt hơn không? Có gì? À? Có biết chữa. Dạ. Sáng là nó khác ấy. Cái gì ạ? Hả? Bị viêm họng mà người ạ. Nó được đúng 2 cốc nước lạnh. Mật ong với gừng á. Mật đợt nhà chú Xính về vẫn dùng mà. Tuy nhiên thì cảm thấy rằng là không họng của mình nó chây ỉ rồi. Thuốc tây cũng thế. Giờ chắc chỉ có là gọi là thay đổi lại mọi cái sinh hoạt thôi. Giờ thì không bao giờ gọi là nước lạnh các thứ là không dám đụng nữa. Chịu rồi. Lạnh một chút thôi. Đeo à, dế ra đây xem nào. Xem đẹp trai sạch sẽ chưa. À đây, vẫn bộ hôm qua nhỉ. Ra đây. Em kiểm tra xem thơm tho thế nào. Cái bếp ga này nắng quá, che các kiểu vào nhé. A Mì nhé.
Dạ, vâng. Làm đây em có cái gì, ví dụ như chưa nấu thì lấy cái bạt phủ tạm vào chẳng hạn. Bụi hết rồi. Bụi hết rồi. Tí nữa lại đi tiếp nhá. Nhưng mà tí nữa bà Hảo xem là nhờ ai đưa đi á. Hôm nay em đi hai anh em rồi. Mình làm việc rồi. Tí nữa chắc là anh em cập nhật xong công việc ở đây một lúc thì tiếp tục là sẽ đưa A Dế đi bệnh viện chuyến thứ hai. Hôm qua bác sĩ hẹn mình hôm nay. Thiếu cây thì chặt thêm đi. Hai vợ chồng ở đây không có làm gì đâu, đúng không? Buộc sắt nữa, khả năng mai xong được cái giờ mà. Thế cứ làm đi. Hôm nay xem để em là tí nữa em đưa anh Dế đi khám xem nào. Chiều nay thì em không lên được đây rồi. Anh em cứ làm đi nhé. Nay mai bận một chút. Nói tiếng phổ thông đi. Nói tiếng phổ thông với em nào. Ừ, thế tìm cây thì nói tiếng là đi tìm cây đi anh ơi. Anh yêu, thế chứ, thò chứ. Xem nào, nhà có cây tre như kia không? Không, không có, đi tìm. Nhưng mà phải của mình thì mới chặt nhá. Đi chặt đi. Cây như to như cái ống này này. Chặt về ở đây mấy cây đi, như nhà anh Báo được trước ấy. Nước này đi chở xa không? Gia Tân. Ngã ba Hữu Vinh à? Không chốc nữa một người đưa anh Dế đi thì trở về một bình luôn. Nhà bắt đầu xong cái phần móng thô rồi các bạn. Anh em bắt đầu tiến hành ghép ván cũng như là chốc nữa là buộc phần sẽ buộc sắt. Do là cái không gian ở đây nó hẹp quá. Anh em tuần tự làm cái công việc này. Mọ đi đâu? Bà lo mọ đi đâu? Lấy quần áo á? Mặc có áo, thay có áo. Thế tưởng mặc bộ này. Hôm qua là mặc bộ này đi là khám không được rồi. Thay cái quần đi được rồi. Mặc mát mẻ đi thôi nhé. Thì à, bây giờ có tìm được ai đưa đi không? Nhưng mà đi gọi em nu thế này, em nu lắm rồi. Ở nhà không? Ở nhà thì nó ra được đi. Nu á? Nó mới có bà xem. Chơi thì nó không có bằng đúng không? Không có bằng nhưng mà em bị nó bảo là nó đã bệnh là gì. Hôm qua chở hết bột đá không? Có mà. Thế sạch rồi gì? Chưa. Ở dưới kia vẫn còn đúng không? Vẫn còn. Thế mà nhưng mà nó chậm dưỡng không được.
Ở đây nhá, làm là cứ dùng cái bột đá cũ trước nhá. Đây là cái mới đúng không? Mỗi cái tải kia rất là nặng mọi người. Chở lên đây thì không hề nhanh một chút. Hôm qua là 3 cái xe đấy. 3 cái xe chở một buổi không xong. Xe của ai lên đây ấy? Từ trên cao trông xuống thì hiện tại là bắt đầu là các bác hình dung ra, định hình được cái nền nhà của em chờ phụ xây rồi. Đấy, phòng ngủ bên kia, hai phòng ngủ, phòng khách. Gần như là nó vẫn na ná. Ai da! Chép pháo đi đâu đây? Hả? Chặt cây à? Sắp xong chưa? Bây giờ chắc là hôm nay thu nóc xong. Hả? Hôm nay thu nóc à? Vâng. Thế thì xong thì lại hộ em chở gạch nhé. Vâng. Xong thì thế nào lúc nào chở gạch lên thì chở thì vẫn chở đó. Mai xong nhà chưa? Mai không xong vẫn gạch lên thì vẫn có người chở. Thế thì chiều mai em lấy lên. Chiều mai á? Mai thì cho xem nào. Vẫn phải cho gia đình anh em thợ mai làm xong rằng không? Đã. Cố gắng mai xong xong rằng nhá. Mai xong. Ừ, mai cho xong rằng thì khi mà tháo, thế thì ngày kia tháo, thế gia đình sẽ phải một buổi về đào đất vào. Còn việc đào đất vào thì gia đình làm, còn việc chở gạch thì áp báo sẽ tiếp tục. Vâng. Đấy, không gian thì muốn là làm sao là san xong cái nền, sau đó thì là để gạch trên nền cho nó tiện. Vâng. Gạch thì vấn đề dân lên nhà luôn cho nó cái xây thì đỡ phải hơn. Chuyển nữa. Vâng. Một phần thì để phía bên ngoài kia. Cái đấy chắc chắc là để đấy. Cái gì? Để gạch ấy. Mình để đây thì mình khó. Gạch nhá, vứt, em bảo này. Vứt vào lưa, vứt vừa lưa trong đá, đống đá thì để xây gầy, xây xong canh luôn. Tới này khi mà xây được, bắt đầu khi mà anh em bác giáo ấy, thì một phần gạch sẽ để phía bên trên. Vâng, vâng. Đỡ chuyển ở đây vì dễ hơn đấy. Cái đó dễ hơn. Ừ, đúng không? Vâng, thế thì vẫn tiện hơn nhiều đấy. Để ở dưới hơn, phải đông người hơn một tí. Ừ. Không to được như nhà anh báo nhỉ? Tao như nhau. Bao nhiêu mét đấy? Gần bằng của anh. À. Kém hơn của anh 1 mét. Còn chiều... Nhưng mà nó vẫn ít người hơn. Ít người hơn, có hai vợ chồng với một đứa con thôi. Đúng rồi. Nhưng như này là to rồi. Thế nó to rồi. Đây cũng là một cái ngôi nhà mà. Thế đấy thì mình phải... Ở trong nhà thì phải cuốn quét nhà, rửa nhà. Ừ. Muốn làm to nữa thì thật sự là cũng không thể làm được. Quỹ đúng đất rồi. Thì... mình làm hết cái phần đất thịt phía bên kia rồi. Vâng. Với lại đúng cái nhu cầu sinh hoạt gia đình cộng với lại khoản kinh phí, đặc biệt là kinh phí quyết định hết. Nói thật là bây giờ kể cả có chục người nhưng mà kinh phí bằng đến tiền thì cũng chỉ có làm như thế thôi. Hoặc là thay đổi lại cái hình thức làm như các bác cũng đóng góp ấy. Thì là không thay xây thô thôi, không chát, không lát. Đấy thì là cũng là một trong những cái phương án. Nhưng ở đây thì thưa mọi người rằng là cô Vân, cô tài trợ thì cô cũng đã nói chuyện với cháu Khâm. Cũng muốn làm sao đủ các hạng mục cho em chơi phụ xây như bao ngôi nhà khác. Đấy, có chát, có lát nền, có mái tôn xốp. Đấy là những cái mà các bác mong muốn rằng là sẽ làm cho gia đình. Còn xây thô 4 bức tường lên lợp bổ lô lại thì nó lại đơn giản quá. Mình chỉ cần đô khoảng 6-70 triệu thôi là mình làm rồi. Làm được rồi. Đúng rồi. Chặt cây đâu đấy? Vẫn chặt được không? Chặt được rồi à? Vâng, bên... có phải đi... đi giúp một đũa cái con kia. Chờ nó không giúp. Thì... mày cứu đi thì đua nó lại... Ờ, bọc... nó lại rơi xuống. Rơi vào ngu thế nó. Bây giờ lấy xe mang đi. Lấy xe kéo à? Vâng, lấy xe kéo. Người vác thì xa quá nhỉ? Vợ đâu? Vợ đâu? Nhà cũ. Lao bảo là lao đi về xe nào có bẩn thế nào không? Nhà cũ á? Nhà cũ có ai vào nữa không? Không. Yeah.
Rồi có người vào quậy phá chỗ nhà cũ thì cũng có mấy cái máy là cũng mang xuống dưới hết rồi. Nền này trước đây không sợ bé nhưng mà san ra vẫn được thoải mái rộng được một cái nhà. Xin chào, chào chú thôi, bé già, con A Báo. Ở đây mấy mẹ con đang bên kia về đây này. Không có nhà mới thì là lên đây là vất vả lơ nhỉ. Cái đường này này, cái đường này A Báo không đi thì bây giờ cỏ mọc nhiều lắm rồi. Trước thì xe chơi cũng chưa có xe. Ở trong cái xóm này có đúng mỗi cái xe máy cũ của chơ thôi. À, báo đi rồi không còn xe máy nữa. Đợt này có thêm xe máy mới, tuy nhiên là để nền này thôi. Xin chào Ly. Ly nhỉ? Dính nhỉ hay Ly nhỉ? Ly. Cái rau bí à? Đây đây là đây, ai đang kéo cây kia? Sinh à? Sinh chờ à? À đâu, chờ em chờ phụ xây thôi. Chờ mới thò. Thò hôm nay chắc bé Xính ngủ không phải cõng nữa. Bà Điệp gọi cho Khâm bảo đem cái ghế của bà cho em Xính ấy, cho về đây chơi. Nhưng mà thưa mọi người là bây giờ dưới kia rất là chật hẹp. Thôi thì có ghế cho ghế thì cũng để ở trên nhà thôi. Chứ xuống đây là đá dặm các kiểu. Công kênh quá. Tí dặn trời, hôm nay cố gắng là chở bột tiếp, túc tắc chở. Nãy đi lên thì vác cái này cồng kềnh quá, mình cũng không để ý là bột còn nhiều không. Hôm qua chở còn bao nhiêu bột đấy? Bột đá ấy. Bột đá á? Ừ. Chở đường, chở thú. Bé. Hôm nay chở tiếp đi nhé. Em Mỹ bảo là rốt, em Mỹ làm cái bóng mà. Chú em Mỹ làm cái này á? À Mỹ ơi, không cứ để chơi đi, chở bột đi. Ừ, móng này thì anh em thợ làm thì việc của anh em cứ làm bình thường. Ừ, tìm cây thôi. Còn việc của anh em thì anh em vẫn cứ làm nhé. Chờ cho nó đi, tranh thủ đi chở, không trời mưa là không chở được đâu. Cây này có đinh, cẩn thận đấy nhá. Đi rồi anh Báo. Tí nữa qua xem nhà thế nào. Anh Mỹ ơi, ứng tiền thì về đây. Các bạn hôm nay anh Mỹ lại tiếp tục là ứng 3 triệu. Ai đi viện à? Con anh say hay anh như nào? Về nhà để tiêu dùng hết. Chia cho anh. Thế tưởng ai đi viện? Không, ai đi được. 2 triệu dùng hết chưa? 2 triệu thì để mua thức ăn đây. Ừ. 1, 2, 3, 4.
Thế là bây giờ còn 20 nhá. Vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 triệu. Vâng, đấy xin nhá. Đủ chưa? Vâng, đủ. Anh em thì xuống đây thì đều xa nhà. Hôm qua là tưởng ai đau ốm cần tiền thì không bảo là cũng không nói với Khâm đâu. Hỏi Khâm là có bây giờ là hôm nọ vừa ứng 2 triệu, hôm nay có được ứng thêm 3 triệu không thì thôi cứ ứng thôi. Chờ anh em ứng hết rồi anh em trốn thì không được. Không trốn đâu. Làm quen rồi, 4 cái nhà rồi chắc lần này nhanh hơn rồi. Sợ mỗi mưa thôi. Em xinh, xinh đi đâu đây? Môi đỏ như một thiếu nữ. Các chị em lớn tí là ai cũng thích son son phấn phấn nhỉ. Đúng rồi. Anh em đàn ông thì chả có thích son phấn gì nhỉ. Người mông xoa cái gì cả. Người mông á? Người mông không son phấn á? Vâng. Đây sinh son phấn đây đây. Đàn ông cơ. Đàn ông thì người Tày cũng không có son phấn không. À dế chưa về nhỉ? Không biết lấy số ông dế kiểu gì mà cứ 12 giờ đêm là ông dế là cứ gọi cho mình. Không thấy A dế nhỉ? Có em trai à? Hôm nọ lấy số là cứ về là cứ 11 rưỡi hay 12 giờ đêm là gọi cho mình. Có gọi cho anh Mỹ không đấy? Có. Gọi làm gì? Có biết được. Không, sáng hôm sau gọi hỏi về hỏi lại thì bảo là út mắt mình nhìn không thấy mình bấm linh tinh. Đô đi luôn. Đi luôn à? Chả đi luôn. Vâng. Chuẩn bị chưa? Có ai đưa đi không? Đi, nó bảo là nó ra đi mà. Thế thì ra đi là hai anh em cùng đi luôn. Vâng. Ừ. À, dế là hai đêm rồi nhá. Đấy. Đêm hôm đầu tiên thì là gọi cho đúng là 11 rưỡi, còn hôm qua thì gọi đúng 12 giờ. Xong về sáng về hỏi lại và gọi có việc gì và ôi mắt mình không nhìn thấy mình bấm linh tinh. Ta gọi cho bạn gái thôi. Chắc gọi nhầm đúng không? Vâng. Giờ đấy còn gọi cho bạn gái thì. Anh em tiếp tục xử lý nốt nhé. Vâng. Ống thứ xử lý gọn gàng hết cho em đi. Vâng. 8 mét này thì chắc là vẫn dư một đoạn chứ đúng không? Vâng. Tới này vẫn phải mua tiếp. Tiếp tục là cập nhật những cái công việc ở nhà chơi phụ xây cho quý khán giả các bác được xem. Cháu Khâm cảm ơn các bác rất là nhiều nhé. Hôm nay đến đây thôi, bây giờ Khâm sẽ tiếp tục đưa A Dế đi khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video tiếp theo. Xin chào.